Số hóa đang là yếu tố thúc đẩy thay đổi mạnh mẽ ngành dịch vụ ngân hàng. Trên cơ sở phát triển ngân hàng số, dịch vụ ngân hàng sẽ ngày càng dễ tiếp cận, đơn giản, bình đẳng và thuận tiện đối với đại đa số người dân, là nền tảng quan trọng để hướng tới tài chính toàn diện. Tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ số trong hệ thống ngân hàng đang diễn ra ngày càng phổ biến và là giải pháp quan trọng để thúc đẩy cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện cho mọi người dân. Đặc biệt, chú trọng tới nhóm người có thu nhập thấp, người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tổng số vốn đầu tư cho hạ tầng công nghệ tại các ngân hàng Việt Nam liên tục tăng lên. Có thể kể đến đầu tiên là dự án FSM IMS của Ngân hàng Nhà nước với giá trị trên 70 triệu đô la Mỹ sẽ kết nối dữ liệu trong toàn bộ hệ thống, tạo lập hạ tầng về công nghệ thông tin cho toàn ngành ngân hàng phát triển. Từ phía ngân hàng thương mại, quy mô vốn đầu tư cho công nghệ cũng liên tục tăng. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011-2016, vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng công nghệ tại 4 ngân hàng thương mại là Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank đã đạt gần 11.000 tỷ đồng. Số tiền mà 4 ngân hàng này nhắm đến thay thế hệ thống core banking, kho dữ liệu doanh nghiệp, mua sắm phần mềm lớp giữa SOA, dự án ISO, chính sách an toàn thông tin triển khai trên toàn hệ thống. Trong thời gian vừa qua, BIDV đã xây dựng và phát triển cái hệ thống trang web, trung tâm mạng xã hội cũng như là cái hệ thống social listening, lắng nghe cái ý kiến của thị trường. Chúng tôi cũng có cái kế hoạch hợp tác cụ thể với các công ty fintech, các công ty trung gian thanh toán để bán chéo những cái sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt nhất. Các cái sản phẩm về mobile banking của chúng tôi có thể nói là cái sản phẩm duy nhất ở trên thị trường hiện nay mà nó có đầy đủ tính năng như là ứng dụng ở trên máy để bàn hoặc trên các cái hệ điều hành khác nhau. Chúng tôi cũng đưa vào ứng dụng rất nhiều các công nghệ để mà cải tiến quy trình, rút ngắn được cái thời gian giao dịch cũng như là tăng được cái số lượng giao dịch của khách hàng. Có thể nói đến bây giờ chúng tôi 2/3 các giao dịch của ngân hàng là giao dịch trên nền là điện tử và trực tuyến. Trong khoảng thời gian từ 2011 cho tới 2016 thì các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đã đầu tư với Temenos với con số khoảng từ 30 đến 40 triệu đô cho các cái phần mềm công nghệ mới nhất. Trên nền tảng ứng dụng công nghệ số, các tổ chức tín dụng đã cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại tới khách hàng. Tính đến quý 4 năm 2016, đã có 68,7 triệu tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân được mở tại hệ thống ngân hàng. 111 triệu thẻ ngân hàng đã được phát hành. Các sản phẩm ứng dụng trên điện thoại di động cũng như dịch vụ Internet Banking ngày càng đa dạng và hiện đại. Hệ thống ATM, POS được phát triển mở rộng và được bổ sung thêm nhiều tiện ích. Hệ thống thanh toán bù trừ tự động ACS, hệ thống chuyển mạch thẻ không ngừng hoàn thiện. Để thúc đẩy tài chính toàn diện, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải triển khai làm tốt một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trên nền tảng điện toán đám mây, thiết bị di động, phân tích dữ liệu lớn và mạng xã hội. Thứ hai, thúc đẩy sự hợp tác tận dụng khả năng công nghệ của các công ty fintech. Thứ ba, làm tốt công tác quản trị rủi ro, trong đó quan tâm thích đáng đến vấn đề an ninh công nghệ thông tin. Trên thực tế, với sự hỗ trợ của Goldman, Ngân hàng Nhà nước đang có những bước đi ban đầu, tham mưu cho Chính phủ triển khai chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng. Với việc ứng dụng công nghệ số cho phép các ngân hàng phát triển nhanh chóng các kênh cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, thay thế cho kênh chi nhánh phòng giao dịch truyền thống, từ đó sẽ cho phép người dân ở khắp các vùng miền của đất nước, chỉ cần có thể kết nối mạng là có cơ hội tiếp cận, sử dụng các dịch vụ ngân hàng hoạt động 24/7, tiết kiệm được chi phí về thời gian và tiền bạc. Người dân ở nông thôn, vùng sâu vùng xa có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng số để chuyển tiền cho con cái đi học trên thành phố. Việc thanh toán các chi phí hay nhận doanh thu bán hàng từ các sản phẩm nông nghiệp cũng trở nên vô cùng dễ dàng, tiện lợi. Mình thường hay sử dụng các dịch vụ trực tuyến này để chuyển tiền này, thanh toán hóa đơn cho gia đình này. Những cái dịch vụ trực tuyến này rất hữu ích vì sẽ giúp cho mình bớt thời gian phải đi chạy lại giữa các ngân hàng này, đồng thời là sẽ làm giảm các chi phí mình phải giao dịch ở ngân hàng. Tuy nhiên thì mình nhận thấy là cần phải tăng cường cái tính bảo mật của các dịch vụ trực tuyến này tại các ngân hàng. Các khoản vay tiêu dùng đã trở nên phổ biến, chỉ cần khách hàng cà thẻ thì có thể nhận nợ trong 45 ngày không bị tính lãi. Hồ sơ vay tiêu dùng được phê duyệt qua hệ thống mạng, chỉ sau vài giờ khách hàng đã có thể nhận tiền.
tài chính toàn diện, tức là cái người dân tiếp cận các cái dịch vụ tài chính một cách coi như là thuận lợi nhất và đơn giản nhất với lại cái giá cả hợp lý nhất, đặc biệt đối với lại người dân ở vùng sâu vùng xa. Và thứ hai nữa là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các cái dịch vụ ngân hàng điện tử hay là cái ngân hàng coi như là số, là cái ngân hàng thế hệ mới, nó sẽ tạo ra hai cái quan trọng. Thứ nhất đó là tạo ra các cái kênh bán hàng, thứ hai là nó tạo ra cái dòng sản phẩm về ngân hàng. Và như vậy thì công nghệ số đóng vai trò quyết định trong cái việc mà chúng ta sẽ phải phát triển mạnh mẽ cái việc tiếp cận cái dịch vụ tài chính của đại đa số người dân. Banking Việt Nam 2017 bên cạnh triển lãm những thành tựu công nghệ ngân hàng hiện đại nhất hiện nay nhằm giúp các ngân hàng cung cấp những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh hiệu quả trước xu thế hội nhập mới, sẽ diễn ra hội thảo với chủ đề Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.